Toyota ra mắt Land Cruiser 300 bản địa hình cho dân chơi Trung Đông. Hãng xe Nhật Bản đã làm riêng một phiên bản đặc biệt nhằm kỷ niệm cột mốc đáng nhớ của UAE tại giải đua Dakar Rally có tên Toyota Land Cruiser 10TH Victory Edition. Cụ thể, mẫu Land Cruiser 10TH Victory Edition vừa được Toyota giới thiệu tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, mang ý nghĩa kỷ niệm chiến thắng thứ 10 liên tiếp của họ tại giải đua Dakar Rally. Mẫu xe được phát triển dựa trên Toyota Land Cruiser 300 Black Edition nhưng vẫn giữ lại các chi tiết ngoại thất tối màu như lưới tản nhiệt, tấm ốp bảo vệ gầm, tấm chắn bùn. Ở phiên bản mới Land Cruiser 10TH Victory Edition, chiếc SUV sở hữu bộ đề can màu đen và xám đặc trưng kéo dài dọc thân xe đến cản sau. Bộ mâm xe hợp kim 18 inch thiết kế riêng cũng là điểm nhấn, đi kèm lốp cao su 285/60R18. Trong khi đó, phần cản trước có hai móc kéo được tô điểm bằng lớp sơn đỏ khác biệt. Kết hợp cùng với các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ xe đua tạo nên một ngoại hình đậm chất thể thao. Khác với bản Land Cruiser GR Sport chạy bằng động cơ diesel từng giành chiến thắng ở Dakar, phiên bản 10TH Victory Edition chỉ sử dụng động cơ xăng V6 3,5L, tăng áp tạo ra công suất 409 mã lực, tương tự như các phiên bản Land Cruiser G300 khác. Sức mạnh động cơ được truyền tới cả 4 bánh thông qua hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động 4 bánh 4WD của Toyota. Bên trong cabin, Land Cruiser 10TH Victory Edition sở hữu những trang bị quen thuộc bao gồm màn hình thông tin giải trí tiêu chuẩn 9 inch, điều hòa tự động 3 vùng, các điểm nhấn trang trí bằng vân gỗ, ghế bọc vải và vô lăng bọc da. Toyota Land Cruiser 10TH Victory Edition được bán độc quyền tại thị trường UAE với giá từ 87.095 USD, 2,2 tỷ đồng. Con số này tương đương với giá của bản Black Edition và rẻ hơn bản Land Cruiser GR Sport, hiện được bán lẻ với giá 112.415 USD, 2,86 tỷ đồng tại thị trường này.